Hello mọi người, lại là mình Sunny Trang. Chào mừng người đến với kênh Sunny Gaming. Ok, thì ngày hôm qua trong lúc mà tôi livestream thì tôi mới biết là ngày hôm nay có bản cập nhật. Tại vì bình thường đâu có ai cập nhật vào ngày thứ ba đâu. Tự nhiên game đang quá trời ngày cập nhật ngày thứ năm, đổi qua cập nhật ngày thứ ba thì tôi không có biết được. Thành ra là hôm nay thì tôi mới vào để mà cập nhật xem được là nó có những cái gì. Thì đợt này có một cái sự kiện khá là hay, và nó cũng sẽ hơi có một cái tính chất nhân phẩm ở đây. Thì mọi người cùng vào video để xem thử là cái sự kiện của đợt này sẽ là như thế nào nha. Ok, cùng vào video thôi. Ok, chúng ta có sự kiện mới nè mọi người. Cái gì vậy, cái gì ghê? Thỏ tuyết, cưng gió. Miss Sơn Nhi hãy cẩn thận. Quái vật người tuyết kìa, đúng rồi, nhìn là giống quái vật rồi đó. Giết dễ vậy hả? Kiểu thỏ tuyết nhỏ bé nhưng mà chiến được ba ma quái vật luôn nha. Nghe nói quái vật người tuyết đã thức dậy vì bão tuyết, các cư dân thị trấn đang gặp nguy hiểm, nên là mình sẽ cùng với thỏ tuyết tiêu diệt những người tuyết. Tôi sẽ cho bạn phần thưởng sự kiện đặc biệt tùy theo bạn tiêu diệt được bao nhiêu người tuyết. Bạn có thể nhìn được cả profile giới hạn nữa. Là avatar đó mọi người. Và bây giờ xin hãy đi tuần tra ngay ở plaza, khu cắm trại và thị trấn. Ok, kết go. Và bây giờ mình đi đâu? Ủa, là mình phải tự đi tìm hả mọi người? Ủa, mình tưởng là nó dẫn đi chứ. Mình phải tự đi tìm hả? Cũng căng ha. Tôi về nhà. Để tôi coi là trong cái sự kiện này chúng ta sẽ có gì. Đầu tiên là chúng ta sẽ có bảng điểm danh mới, bảng điểm danh 7 ngày nha. Sau những cái bảng điểm danh 21 ngày thì chúng ta lại trở lại với bảng điểm danh 7 ngày. Bảng điểm danh mùa đông ấm cúng. À, thật ra là 21 chưa xong nha. Không biết là mọi người điểm danh tới ngang đâu rồi. Tôi lại mới điểm danh ngang cái hộp 18 thôi mọi người ơi. Mà còn 8 ngày nữa, tức là tôi chỉ điểm danh được ngang đây thôi nè. Ô là trời. Rồi, ok. Ở điểm danh 7 ngày thì mình sẽ nhận cái hộp đầu tiên. Bữa nay là nó không có cái ngày thứ hai nhận được đồ xịn nữa, mà phải tới ngày thứ 7 mới nhận được cái mũ lông chóp giọt nước xanh da trời luôn á mọi người. Ủa, bữa nay một quà thôi hả? Chắc là do có nhiều bạn điểm danh rồi á mọi người. Ok, tiếp theo là một cái bảng, một cái mốc, một cái sự kiện mới tên là cùng tiêu diệt người tuyết. Thì ở đây chúng ta sẽ có là với mỗi lượt tiêu diệt là chúng ta sẽ nhận được những cái mốc này. Ví dụ như là chúng ta tiêu diệt 400, đừng nói với mình là 400 người tuyết nha, ít nhất là 400 điểm thì mình còn kiểu hân hỷ chứ 400 người tuyết là xỉu đó. Đó, thì với từng cái mốc của chúng ta sẽ nhận được những cái món như là kim cương nè, mồi kem, mũ lông thỏ tuyết. Và chúng ta sẽ sưu tầm đủ tất cả những cái món đồ này sau khi mà đạt được các cấp mốc này ha. Mà trong lúc mọi người tiêu diệt người tuyết á, là nó sẽ random cho mọi người ra cái hộp ngẫu nhiên này ha. Tức là khi mà mọi người diệt tiêu diệt người tuyết thì nó sẽ ra ngẫu nhiên những cái món đồ trong này. Đồ trong hộp ngẫu nhiên có rất là nhiều món xịn nha mọi người. Đá, kim cương cũng có. Những cái món này là cái món Noel năm ngoái, Giáng sinh năm ngoái mình có rồi mọi người. Còn có những cái món mới như là này nè, mô hình người tuyết nhỏ, mô hình người tuyết hạnh phúc, mô hình người tuyết trưởng phong và mô hình người tuyết đói bụng. Rồi ok, nhưng mà vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ đi tìm người tuyết ở đâu, thì để mình đi khám phá rồi mình sẽ chỉ lại cho mọi người ha. Thì đây, mình đã gặp được cái con người tuyết đầu tiên. Và sau khi đập những cái con người tuyết như thế này thì mình mới hiểu là không phải mọi người phải tiêu diệt một hay là hai con người tuyết thì mới được tính mốc nha. Mà mọi người chỉ cần gọi là mở được 5 hộp ngẫu nhiên là đã được tính là 5 lượt rồi. Đó, sau khi mà mình đập xong cái này thì mình cũng nhận được cái mốc đầu tiên luôn nè. Thành ra là mình chỉ đứng đập ở một cái chỗ người tuyết khoảng tầm 1 phút thì mình đã được 5 lượt mọi người ạ. Và trong đó thì mình cũng ra được khoảng 5-6 hộp ngẫu nhiên. Thì mặc dù mình chỉ toàn ra đá với lại mấy cái khoáng sản này thôi, nhưng mà mọi người lưu ý là trong cái hộp ngẫu nhiên này chúng ta sẽ có cơ hội nhận được những cái món rất là hiếm, ví dụ như là kim cương hay là ngọc đồ này kia nè. Và ngoài ra nếu mà hơn nữa thì chúng ta sẽ nhận được những cái món đồ nội thất. Còn ngoài ra thì nếu mà mọi người tiêu diệt được càng nhiều người tuyết thì mọi người sẽ đặt những cái cục mốc ở đây. Và đầu tiên thì mình đã đặt những cái mồi kem này nè, thì mình thấy nó cũng dễ mọi người. Nếu mà mọi người xuyên đi lùng những cái con người tuyết một xíu thì mọi người sẽ sớm đặt được những cái cục mốc này thôi. Mình thì sẽ cố gắng đi tìm thật nhiều người tuyết và mình sẽ pin cho mọi người những cái khu vực nào xuất hiện nhiều người tuyết nhất nha. Ok, không biết ở trong này có gì không ta? Trong không sao, chắc không có hả? Theo như thông tin ở ban đầu mà gặp thỏ tuyết nói á, thì người tuyết này nó sẽ xuất hiện ở ba khu vực là plaza, khu thị trấn và cái khu camping. Nhưng mà theo mình thấy thì chúng ta nên đi spam ở cái khu vực camping nhất, là bởi vì nó nhỏ và nói chung là những cái chỗ mà nó xuất hiện á, nó cũng rất là dễ kiếm. Không biết là nhân phẩm của mình sao, nhưng mà mình đi ở những cái khu plaza á, thì mình thấy là mình khó kiếm hơn. Và trong đó thì khu thị trấn mình cũng chưa có đi kiếm luôn. Mình thấy ở khu camping ra khá là dễ nên là mình cấm cái map ở đây luôn.
chưa gì mới đập hai cái người tuyết lớn là mình đã đạt được ngang cái mốc 35 điểm rồi nè mọi người. Nói chung là mình thấy nó rất là dễ luôn á, miễn là một người siêng là được. Mũ lông thỏ tuyết, đây là cái món vật phẩm đầu tiên trong cái chuỗi những cái món quà của sự kiện này. Thì mình mang nó hơi ngáo một xíu nên là để khi nào nó full bộ rồi mình mặc nguyên bộ concept cho nó bình thường nha. Còn giờ cho tôi chuyển lại cái outfit ban đầu cái. Rồi thì theo như kinh nghiệm của mình cũng như là theo kinh nghiệm của những cái lần sự kiện trước thì những cái lần sự kiện mà đào cái hóa thạch gì mà xanh xanh to to đó thì mọi người nên có một người bạn đi cùng, có 2-3 người thì càng tốt. Nói chung là đứa nào mà khứa nào mà kiếm ra được mấy con người tuyết đầu tiên thì gọi đồng đội qua đập chung với đó. Thì kiểu như thế này thì mình sẽ liên tục kiếm được người tuyết dễ hơn và chúng ta sẽ nhanh hoàn thành cái lượt hơn. Chứ nếu mà mọi người muốn chơi một mình tìm một mình thì cũng được nhưng mà sẽ lâu hơn á, chứ mình kiểu mình chạy spam mình đi từng cái map thì cũng ra nhưng mà phải khoảng một vài phút thì mình mới kiếm ra được một người tuyết. Và sẽ có nhiều loại người tuyết khác nhau nha. Mình thì mình kiếm được những cái con người tuyết lớn nè và những cái con người tuyết bé tí hon như thế này, còn có một loại người tuyết kiểu người dài dài nữa. Ngoài ra thì có thêm hai cái loại người tuyết mà mình gặp được và mình cũng có quay cho mọi người, đó là cái con người tuyết màu xanh và con người tuyết màu hồng. Với người tuyết màu xanh á thì khi mà mình đập thì mình thấy chỉ ra toàn tiền sao thôi mọi người, và nó cũng kha khá tiền sao, cũng khoảng mấy trăm đó mọi người ạ. Và cái con người tuyết màu hồng á thì nó sẽ cho ra kim cương nha. Trời ơi siêu xịn mọi người, đập hai cú đều ra kim cương nhưng mà cái lượng nó hơi ít á, mình chỉ cần quýnh hai cú là nó đã tan biến rồi đó mọi người. Nhưng mà ra kim cương xịn thiệt nha, một lần ra được 2 viên kim cương và một lần nữa là ra được bao nhiêu viên nhỉ, 2 viên luôn. Tuy vậy thì mình vẫn thích cái con người tuyết bự này hơn, bởi vì là với cái con người tuyết bự này thì mọi người sẽ có phần trăm để mở ra được những cái món hiếm. Như mình thì trời ơi trộm vía là ngay cái con người tuyết thứ 3 hay thứ 4 gì đó là mình đã mở ra được viên kim cương trắng. Tuy là cái viên kim cương này nhiều bạn kêu là đã mở ra được nhiều viên rồi nhưng mà mình thì là lần đầu tiên nha, lần đầu tiên mình có thể mở ra kim cương trắng. Vậy nên là với mình những cái viên kim cương rất là xịn, mình rất là muốn là sẽ lùng ra được những cái viên kim cương này, những cái khoáng thạch hiếm ở trong mấy cái con người tuyết này hơn là những cái món vật phẩm. Bởi vì vật phẩm thì năm ngoái mình đã có rồi và mình không có nhu cầu sưu tầm thêm nữa. Những cái con độc quyền thì mình có nhưng mà đa phần thì mình cũng muốn ra kim cương và khoáng sản hơn nha. Thì trong quá trình đi làm nhiệm vụ sự kiện thì ngoài cái sự mệt mỏi khi đi kiếm từ người tuyết thì tôi còn bị một cái vấn đề nữa là tôi bị mọi người rượt đuổi. Tôi bị mọi người kiểu rượt đuổi thật sự, đúng nghĩa đen luôn á mọi người. Ý là sao ta, tôi muốn quay để mà nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sự kiện để làm video cho mọi người nhưng mà bị khổ một nỗi là mấy bạn kêu ký thường nhiều quá. Nên là mọi người thông cảm cho tôi, ai mà không có được ký ngày hôm nay. Tôi có ký rồi đó, tôi cũng có ký khoảng cỡ mười mấy bạn á. Còn những ai mà gặp tôi mà đến lúc mà tôi kêu là chị đang bận xíu không ký được thì mọi người thông cảm nha. Là hôm khác hân hỉ, lúc nào tôi livestream thứ hai thì mọi người vào chơi cùng thì ký được ha. Không cảm ơn hiểu hỉ nha. Và đó, tuy là những cái món đồ vật phẩm thì Nhi đã có rồi nhưng mà trong quá trình Nhi đi đào thì Nhi cũng mở ra được những cái vật phẩm này. Với những bạn chưa có thì nó khá là hiếm, mở thêm được một viên kim cương trắng nữa. Ơi có đoạn tôi còn bắt gặp được hai cái con người tuyết bự mà nó nằm gần nhau ấy. Hình như với mình thấy thì cái con người tuyết bên trái nó sẽ ra đồ hiếm hơn cái con người tuyết đáng sợ đằng sau ấy mọi người. Không biết đoán có đúng không nhưng mà mình cảm giác như vậy. Thì đó, đứng gần hai cái con bự như thế này thì đập mọi người phải lên được gần 20 điểm đó. Đó thì mình có bạn bè nên là mình sẽ cố gắng dễ spam lấy được nhiều lượt hơn. Và mọi người cũng cố gắng là trong cái quá trình mọi người đi đào thì mọi người xuyên đào càng nhiều thì mọi người cũng có cơ hội nhận thêm được nhiều những cái vật phẩm chủ đề mùa đông nữa để về mà trang trí ha. Ok, ngoài ra thì trong cửa hàng thì mình thấy hình như cũng có không, nó không có gói mới nhưng mà nó có một cái vài gói cũ đã xuất hiện trở lại. Ví dụ như là cái gói style học trò cái si hồng này. Gói này là gói mới ngày hôm qua, hôm trước gì đó mà mình chưa có giới thiệu cho mọi người, tên là Chocovani. Thì nó có 3 món và cái đầm của nó rất là xinh nha mọi người, mình kết cái đầm. Ok, và ngoài ra thì nghe nói hôm nay có hộp bốc thăm mới mọi người ạ. Đâu rồi nhỉ? Đây, hộp bốc thăm cô gái
Bubble Bob nha mọi người. Ồ, cái hộp này á mọi người rất là thích, bởi vì mọi người đang săn lùng cái mặt cô gái Bubble Bob sôi nổi này và cái vật bong bóng xà phòng. Ngoài ra thì có cái khuôn mặt này mọi người rất là mê, bởi vì nó khá hao hao giống với cái khuôn mặt mình đang để hiện tại đây, nó hơi biến tới một chút xíu. Và cái khuôn mặt này mình thường thấy là nó cũng là một trong những cái khuôn mặt mà được mọi người yêu thích nhất đó. Thành ra là khi mà ra lại cái một cái khuôn mặt khá là tương tự cái mặt này trong cái hộp Bubble Pop thì mình thấy là mọi người rất là muốn săn nó luôn. Vậy nên là mọi người nhớ tích trữ kim cương để mà có thể săn được những cái món đồ trong cái hộp cô gái bốc thăm, bốc thăm cô gái Bubble Pop này nha. Thì mình sẽ làm cái video bốc thăm với cái hộp này sau, mong là cái đợt này nhân phẩm sẽ đậu mình. Thì cho sau một quá trình đi đọc người tiết nhiệt tình thì mình cũng đã được đạt mốc và 89 nha mọi người. Ok, thì mình sẽ nhận những cái phần quà này luôn ha. Ở đây nè, chúng ta sẽ nhận được một cái gọi là một cái kẹo bông để mà đi đập người tiết luôn á mọi người. Đây, cuốc marshmallow xiên que nha, để mình xem thông số của cái này. Rồi, thông số của cái này là sức mạnh 40 và tỷ lệ chí mạng là 15%. Mặc dù là cái thông số nó không có được cao nhưng mà cái phần kẹo nó rất là xinh nha, nó có bốc khói lên nữa nè mọi người. Nó phát sáng trong bóng đêm và nó có bốc khói lên nha, rất là đẹp luôn. Tuy thông số không cao nhưng mà về ngoại hình thì rất là đẹp, mọi người có thể sưu tầm nha. Và đó là toàn bộ cái sự kiện đợt này. Không biết là Nhi có thiếu cái điểm sự kiện nào không thì mọi người có thể comment phía dưới để nhắc cho Nhi nha. Ở đây cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm đăng ký để xem mình sắp xíu gì nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Trời ơi đẹp quá à. Mình tên đi.